Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hiện tại trên tay mình là một chiếc hộp, mình vừa mua một chiếc Flycam của hãng SJC. Đây là một cái phiên bản nâng cấp của phiên bản F11 Pro. Đây là phiên bản F11S Pro 4K. Các bạn đã biết, với những phượt thủ hoặc những người làm vlog hoặc kể cả những người mà có nhu cầu quay phim chụp ảnh từ trên cao, ghi lại những khoảnh khắc hình ảnh đẹp đẽ, thì những chiếc Flycam dù từ giá đắt cho đến những giá chiếc bình dân thì nó đã trở thành một cái phương tiện, một cái đồ chơi công nghệ không thể thiếu với những cái tín đồ của công nghệ rồi. Thì hôm nay mình sẽ bóc hộp một chiếc Flycam của hãng SJC, đó là chiếc F11S 4K Pro. Chiếc SJC F11S Pro này lại được mệnh danh là chiếc Flycam quốc dân. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là ưu điểm của nó thiết kế nhỏ nhẹ, dễ mang trong quá trình chúng ta di chuyển cũng như tác nghiệp ở xa, hay là đi phượt, hay là đi làm vlog. Thứ hai là giá rất bình dân. Thứ ba là về cái tính năng tác dụng của nó. Đây là một chiếc Flycam có tính năng chống rung, có cái chống rung điện tử và có cái hệ thống chống rung 20, gimbal 20, nên là đem lại cho chúng ta những hình ảnh, những cái thước phim rất là mượt mà. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui thùng. Chiếc Flycam này là mình mua trên Lazada. Đây, giới thiệu các bạn là bên ngoài vỏ hộp là chiếc Flycam SJC 4K Pro F11S. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đó, ở bên trong này là một chiếc vali và đựng trong cái túi ni lông như thế này. Một chiếc vali đựng rất là xinh xắn, nhỏ nhắn xinh xắn. Nhá các bạn nhé, đây là ở ngoài có chữ SJC. Quá hơi bị kẹt tí. Đây là bên trong của chiếc hộp Flycam nguyên đai nguyên kiện. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tuần tự từng sản phẩm, từng mục một. Đây là chiếc máy Flycam đây, SJC. Cánh vẫn còn được niêm phong nguyên. Rồi. Bên đây là chiếc cần điều khiển. Cái cảm giác của cái bàn điều khiển từ xa này của chiếc Flycam này, cảm giác cầm rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn. Đây là chỗ để chúng ta kẹp điện thoại. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cần dựng cái anten này lên, anten để chuyển phát sóng.
Đó. Còn phụ kiện đi kèm của chiếc Flycam này là gì? Đây, để mình bóc ra xem. Đây là một chiếc cáp micro USB, chắc là để cắm sạc pin cho máy. Còn đây là bốn cặp cánh dự phòng. Bốn cặp cánh. Rồi. À, bên cạnh đó thì còn có một số cái chiếc ốc dự phòng này, không biết là lắp ở đâu, để tí mình nghiên cứu xem là nó lắp ở chỗ nào. Và bên trong này là cuốn sách hướng dẫn sử dụng F11 4K Pro. Rồi, bây giờ sang phần tiếp theo. Mình sẽ trở lại cái chiếc Flycam này. Trước hết, để mà khởi động chiếc máy này, chúng ta cần bỏ cánh nó ra, tìm hiểu xem là về những cái cái cấu trúc cũng như tính năng tác dụng của nó như thế nào. Trước hết là chúng ta cần mở cánh hai bên này ra đã này. Đó. Trước tiên là mở hai cánh trên sườn ra trước. Và chúng ta lưu ý là khi chúng ta mở là chúng ta phải mở ra hết cái góc của nó ra đúng cái góc cạnh như thế này, không nên mở lửng lơ. Thì trong quá trình bay mở lửng lơ như thế nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cánh nọ chém vào cánh kia, hoặc là nó không đúng cái góc hướng của nó thì Flycam sẽ bay sẽ bị lệch. Đây là cái chiếc Flycam mà sử dụng cái động cơ không chổi than, nên là cho một cái sức kháng gió rất là tốt, bay ổn định và tiết kiệm pin trong khi bay. Đây là quả pin của nó này. Đó. Đây là quả pin sử dụng công nghệ lithium ion, có công dung lượng là 2.500 mAh, và với cái thông số kỹ thuật trên của nhà sản xuất thì họ cho rằng là cái với dung lượng của quả pin này cho phép máy bay bay trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút. Nhưng với cái một số cái trang họ đã test rồi thì thực tế là cho bay cái điều kiện bay lý tưởng khoảng tầm 18 phút đến 20 phút là tối đa. Thì chúng ta còn phải để cái thời gian cái lượng pin để chúng ta hồi chuyển cái flycam này quay trở lại cái vị trí xuất phát ban đầu đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Thì cái cách tháo pin là ở hai bên sườn đây là nó có hai cái nút như này. Thì chúng ta bóp vào là kéo ra, và khi ta lắp vào cũng thế thôi. Và ở bên sườn của quả pin này là có cái rắc cổng micro USB là để chúng ta cắm sạc pin. Rồi, và một điều nữa là ở bên sườn đây chúng ta là có một cái khe để chúng ta gắn thẻ nhớ vào. Chúng ta muốn quay phim được những hình thước phim hình ảnh sắc nét thì chúng ta phải gắn thẻ nhớ đây, và những hình ảnh thước phim lưu trên thẻ nhớ này mới là cái thước phim chính. Còn những cái bản mà máy nó gửi về trên điện thoại chúng ta đó chỉ là những cái bản nháp thôi. Nó có độ phân giải thấp và dung lượng cũng rất là thấp, bởi vì nó chuyển cái chuyển dữ liệu đó trên cái sóng Wi-Fi 5G nên 5 GB đấy. 5 GHz. Thì nó chỉ tạo ra một cái bản nháp và nó chuyển về trong máy cho chúng ta xem thử thôi. Đó. Và một cái điều quan trọng nữa là đây ở bên cạnh đây là chúng ta đến cái phần chính của nhân vật đây rồi.
Đây là cái phần camera của nó. Thì phía trước nó là có một cái chiếc chụp nắp camera. Thì để cho camera đó trước khi hoạt động thì chúng ta phải bóc cái tem này ra. Đó. Và trước khi bay, mỗi chuyến bay chúng ta cần phải tháo cái nắp chụp này ra thì camera của chúng ta mới hoạt động được. Giới thiệu các bạn, đây là phía trước chúng ta là một chiếc camera được chống rung hai trục. Thì trước mỗi một chuyến bay chúng ta cần mở cái nắp chụp ra, và khi bay xong chúng ta cũng cần đậy nắp cái nắp chụp này lại lại đó thật nhẹ nhàng để bảo vệ cái flycam, cái cam của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần mục test pin. Để khởi động, trước khi khởi động thì chúng ta cần kiểm tra pin, ấn nút đây một cái. Thì ở trên cái phần thân pin có một cái nút công tắc. Cái này để sản xuất cũng một thời gian rồi, thành ra là pin xem nào, để xem. À, pin vẫn còn bốn vạch. Và khi chúng ta khởi động lên thì chiếc flycam ta nó có cái tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy như thế này. Điều tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải kết nối với điện thoại. Để mà kết nối được với điện thoại thì chúng ta cần phải tải một cái phần mềm về máy của chúng ta. Đó là cái phần mềm SJS Pro. Với điện thoại Android thì chúng ta vào CS Play, hoặc là với điện thoại iPhone thì chúng ta vào App Store để chúng ta tải. Mình xin nói thêm về cái quyền truy cập của cái ứng dụng SJS Pro. Thì bởi vì là đây là cái thiết bị được điều khiển qua cái sóng Wi-Fi 5 GHz. Thì từ cần điều khiển này với Flycam thì chúng ta cần phải có cái sự kết nối, và cái ứng dụng đó nó đòi hỏi cái quyền truy cập thứ nhất là về cái vị trí để mà Flycam chúng ta xác định được cái vị trí, cái tọa độ để mà từ lúc nó cất cánh, cũng như là khi mà nó định vị cái vị trí cái cần điều khiển ở đâu để mà khi chúng ta có thể cho Flycam bay về hoặc là bay về khẩn cấp đó. Và cái quyền truy cập nữa đó là nó yêu cầu phải có kết nối Wi-Fi. Thì trước hết để kết nối được ứng dụng cái cần điều khiển với điện thoại thì chúng ta chọn bật Wi-Fi và tìm kết nối. Mình nói sơ qua về những cái một số cái núm nút ở trên chiếc cần điều khiển này, bàn điều khiển này. Trước hết đây là cái núm nút khởi động để bật nguồn cái cần khởi động này lên. Thứ hai nữa, ở bên cạnh của cái nút khởi động bật nguồn của cái cần điều khiển này là nó có một cái biểu tượng hình cái giọt nước ghim xuống, trong cái vòng tròn có một chữ H. Đó là cái núm nút mà chúng ta ấn vào đó thì Flycam đang bay thì sẽ quay trở lại về, lập tức quay trở về. Tức là cái chức năng Return Home. Ở bên cạnh đây, mé bên trái là có nút stop, đó là cái núm nút ấn để tắt động cơ. Trong quá trình bay chúng ta không nên ấn vào nút này. Nếu mà ấn vào cái nút này thì động cơ sẽ bị tắt đột ngột và flycam sẽ rơi tự do. Và chúng ta đến với hai cái nút được đặt gọi tên là chopstick này. Thì ở bên tay trái của chúng ta, cái núm nút này chúng ta ấn lên trên thì nó sẽ là khởi động, là sẽ là để có cất cánh cho flycam chúng ta bay thẳng lên trên, và trong quá trình chúng ta muốn hạ cánh thủ công thì chúng ta ấn xuống như thế. Và ấn sang phải sang trái
Đấy là chúng ta điều khiển cái flycam của chúng ta quay đầu sang trái hoặc sang phải để chúng ta quay chuyển hướng cho flycam hướng bay. Và cái bên phải của chúng ta, cái nút điều khiển bên phải chúng ta thì nó có bốn cái hướng, nó có thể gọi là núm điều hướng để chúng ta có thể dạt flycam sang phải, sang trái, tiến lên phía trước hoặc là lùi lại phía sau. Rồi. Còn phía đằng sau đây là hai cái cần anten để điều khiển sóng từ cái cần điều khiển này cho đến flycam. Và ở bên cạnh phía bên tay phải chúng ta có một cái nút có hình cái máy quay đây. Đây là cái nút để chúng ta ấn quay phim. Còn nút đây là cái nút mà chúng ta điều chỉnh cái tiêu cự. Đó, và bên tay trái tương tự như vậy. Có cái nút để chụp ảnh và đây là có cái biểu tượng hình một cái bức ảnh đó và cũng có cái một cái bánh răng như này dùng để chúng ta điều chỉnh zoom, độ zoom của camera. Rồi. Còn đây thì trên bàn điều khiển có một cái màn hình hiển thị LCD. Thì nó có ba cái chế độ là Sport Mode, Normal Mode và Camera Mode. Thì đó là chế độ quay phim chụp ảnh thể thao này hoặc chế độ bình thường hoặc là chế độ camera thường đó. Thì bên cạnh này đó thì nó có những cái từ cái nút định vị này, xác định vị trí này, zoom này, rồi là mức pin này, cái hiển thị hình camera và máy ảnh, hình nút Return Home và cái biểu tượng của cái cần điều khiển có liên kết không, khi cái nào hiển thị là cái tính năng của cái đấy đang hoạt động. Rồi, thì mình giới thiệu sơ qua các bạn về những cái chi tiết của một chiếc Flycam SJC F11S Pro 4K như nào. Thì về tính năng tác dụng cũng như về cái độ sự trải nghiệm của nó mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở chương trình sau. Bởi vì mình cũng cần phải có một cái bãi đất trống và có khoảng thời gian để mà chúng ta điều khiển để kiểm tra những cái hình ảnh sắc nét nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở chương trình sau.